Kênh vlog bí nấm xin chào mọi người. Mọi người ơi, hôm nay mình có một ít cá hồi này mọi người. Cá hồi mọi người thấy không, toàn là xương không mọi người, xương với đầu. Thì mình mua cái xương cái đầu này về để mình nấu cái nồi lẩu chua ngọt. Rồi thì cá bây giờ mình cũng rã đông rồi, bây giờ mình đem đi rửa. Mình rửa cho sạch rồi mình để ráo, và sau đó thì mình cho lên cái đĩa để mình đi nấu. Thì cái cá này mình gọi là xíu vách cá hồi. Nấu cái món lẩu chua ngọt thì mình thích ăn xương hơn với đầu hơn, thì mình mua xương với đầu về mình nấu. Cá này ăn trông rất là béo. Nếu như mà mọi người mua cái nạc về á, thì mọi người đừng có nấu lẩu hoặc là nấu canh, đừng có nấu mấy bằng nước, mà mọi người lấy cái nạc của nó nhúng mắm hoặc là rưới muối ớt lên chiên cực kỳ là ngon luôn, hoặc là nướng. Rồi bây giờ mình có chuẩn bị là rau. Thì rau thì mình có bắp thảo nè, rau má nè, rau tàn ô với ngổ. Mình đã rửa sạch rồi, bây giờ mình để ráo. Một chút nữa mình ăn kèm với nó. Lát nữa mình rau mình sẽ trụn qua để mà ăn kèm với cái lẩu chua ngọt của mình nha. Thì cái lẩu chua ngọt mình có chuẩn bị là cà với thơm nè, với đậu bắp và hành ngò để mình nêm. Mình cho cái nồi lên nha mọi người, mình cho một ít dầu và tỏi. Bây giờ mình đổ cà với thơm vào để mình phi nha mọi người nha. Mình đảo cho đều cho nó thơm. Rồi bây giờ mình đảo cho cái thơm với cà của mình nó mềm nha mọi người nha. Đợi nó khi nào nó mềm á, mọi người mới cho nước vào nha. Để cho nó ra cái nước ngọt rồi á, mình cho nước vào nó sẽ ngon hơn. Rồi sau khi thì mình đảo nãy giờ thì cái cà với thơm nó cũng đã mềm tới này mọi người nè. Đó, nó mềm rồi, bây giờ mình cho nước vào nha. Mình cho nước vào rồi mình để cho cái nồi nó sôi lên và mình nêm nếm. Thì mình cái khâu nêm nếm thì mình cũng không có chia sẻ cho mọi người, là vì tùy theo cái mỗi gia đình ăn khẩu vị khác nhau, nên mình để cái khâu nêm nếm lại cho mọi người tùy chỉnh, tùy mình bỏ nha. Mình bỏ cá vào nha mọi người. Thì cái món lẩu chua ngọt này mình dùng cái gói nêm của Thái, mà không phải là gói nước của mọi người. Cái gói khô nó giống như hạt nêm gì đó, mà nó cực kỳ là cay và nó có vị chua, ngon lắm mọi người. Mua cái gói đó về bỏ thử đi, ăn ngon lắm. Rồi mình đã thả cá vào thì cá nó cũng đã chín rồi mọi người ơi. Thì sau khi cá chín rồi nè, thì mình sẽ cho những cái còn lại vào cái nồi luôn nha mọi người nha. Trông cực kỳ là cái nồi lẩu chua ngọt của mình nhìn cũng hấp dẫn hơn mọi người. Rồi bây giờ mình cho cái đậu bắp vào nha mọi người nha. Rồi cái đậu bắp của mình á, mình cho vào, mình đừng có để nó sôi quá, nó sẽ chín, nó làm cái đậu bắp của mình không ngon và không còn giòn và không còn xanh nữa. Thì mình bỏ vào là mình tắt lò liền, để cho cái nước của mình nó nóng á, nó sẽ ngấm vào cái đậu bắp. Thì cái đậu bắp mình nó chín thì nó còn giữ được cái độ giòn và độ xanh, trông nó hấp dẫn hơn nha mọi người. Mình đã tắt lò rồi mọi người à. Rồi nếu như mọi người thấy cái nồi lẩu của mình ngon á, thì mọi người nấu ăn thử nha. Bây giờ mình cho cái cọng ngổ vào nha mọi người nha. Rồi mình cho hết cái cọng ngổ vào. Trời ơi nó thơm, cực kỳ là thơm luôn nha mọi người nha. Thì cái món này á, mình sẽ mời mọi người ăn cùng mình. Trông rất là đơn giản, mà mình ăn á, thì mình không có bưng trực tiếp cái nồi ra, hoặc để một cái lò lên, để cái lò lên rồi mình cho cái nồi lên để mình ăn trực tiếp nóng. Mình không có ăn như vậy, mình múc ra tô. Mình sẽ múc ra cái tô trong khi cái nồi lẩu của mình còn nóng. Mình múc cho ra cái tô rồi xong mình bưng ra để mà mình ăn kèm với rau mình trụng rồi đó mọi người. Rau mình cũng trụng nè, và mì tôm mình cũng trụng. Vậy là mình đã có một cái tô nước lẩu trông rất là ngon và hấp dẫn mọi người ạ. Đây, mình ăn kèm với mì tôm nè, bún nè,
với rau. Rau thì mình đã trụng chín rồi, mình ăn thì mình gấp bỏ vào thôi mọi người. Rồi bây giờ mình ra bàn thì mình ăn thôi mọi người. Mình cho mì tôm vào và mình chan vào và mình gấp rau vào là mình ăn thôi mọi người. Rồi mình mời cả nhà, mời mọi người cùng ăn cái món lẩu chua ngọt với mình nha mọi người nha. Nếu như mọi người thấy cái video của mình hay, mọi người nhớ like, share, subscribe và ủng hộ kênh cho mình. Nhớ đăng ký kênh cho mình nha mọi người. Rồi mình chào mọi người.